khoảng một cái giây thôi. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay em đi chuẩn bị xẻ cây gỗ lim ở đây các bác. Mấy bữa trước là hay nói chuyện với các bác. Hôm nay xẻ ở đây. Hôm nay em chuẩn bị sẽ bổ cắt làm đôi cái khúc này ra, được một khúc 3m1 với cả một khúc là 4m5 các bác. Bây giờ em quay cho bác nhé. Đây, khúc này hiện tại đang dài là 7m6. Bây giờ đoạn ở đây. Một đoạn này. Cắt một phát. Ở chỗ này đến đây là 3m, còn từ đầu này trở xuống ấy. Quên, cắt ở đấy là 3m1, còn đầu này xuống là 4m5. Đấy, 4m5. Ok, trên này thì chủ yếu trên hai sập. Hai bộ sập chứ không phải. Này cẩm hồng. Đây hàng này hàng bó hộp đi rồi không? Cẩm hồng của mấy bác kia. Bọng này nhiều nước luôn. Tối quá. Mùn này đây nghi lắm. Không bọng đâu. Nhiều ác thì triệt toàn. Nó nổ rồi đấy mà biết nó to hay nó nhỏ thôi. Bọng này nó đỡ nứt nhỉ. Bọng to đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tùy vùng đất, mỗi vùng đất có một khác. To này anh biết ngay, to nằm cái vụ nữa. Chắc không bị mấy đâu. Tí cái chỗ kia thôi, chắc không cho đâu. Đấy, mình sẽ gần theo chiều tim đấy, nhưng mà sợ nó ủng lên là... Mày quá... Hú hồn. Hết hồn. Cắt ra nước nó vàng. Cắt ra nước nó vàng là mình không sợ mấy, nước nó mà nó đen đen. Cái cây mà nó y như vậy hết, nó có mỗi cái lỗ như vậy này. Vườn bảo lạc quá mà. Vườn hai đâu là gì? Cái gì cái mùn vàng. Nhìn cái mùn này nó thế nhưng mà bây giờ nó ra nó thành màu đen rồi. Con này dòng rác gọi như là không có rác chết. Cho cục dài ra. Sẽ cục dài trước mà. Đường nào thì ngay đấy, nhưng mà cũng đang sớm mà. Sớm còn tí. Rác mỏng đét. Như là cái ủng ở bên kia mẹ. Thành một cái hầm ở đấy. Có khi nào nó đi cong đi lượn không chú? Thành cái hang ở đây. Có khi nó bỏ cái sự ngủ tê giác của nó. Con nào thổng cướp tốt rồi không? Nó sẽ ăn hết cái ù này. Vâng này, thẻ nào đẹp rồi nè. Rồi đưa cái đà này vào, đưa đà vào xong rồi bắt đầu là lấy ra ngoài đây chứ. Không. Đấy 20 phần các bạn. Sáng trọng, sáng suốt chứ đúng không? Chọn chuẩn luôn thấy chưa? Dạ. Nhắm bị đại một chấm. Nhưng mà không cắt ra là không biết cái lỗ này mà xẻ toang luôn. Cây một chọc vào xem ăn xuống hay ăn lên. Còn cái đường mà tính như không có nó mà ăn xuống. Nó học biết bao nhiêu tầm. Nó ăn lên đấy. Đây cái thuốc. Vào đây một xíu là hết rồi. Đây đây đây. Chắc vào khoảng 1 mét ấy. Vào nửa cây này. Khoảng 1 mét. 4 mét rưỡi còn 3 mét rưỡi. Cái chỗ may có chỗ nó thở không nó cũng nứt toang hoang đấy. Chỗ ý quan trọng. Được tấm dưới này vẫn đẹp. Là nó rỗng ấy, rỗng ở tim ấy. Rồi, là... rồi, nó con nó dưới lắm ạ. Wow. Nó có cái lỗ này nè. Nó chỉ cần thế này. Nó không có sang bên kia là xong rồi đấy. Là không có tim luôn. Chống. Chú Miền cho cháu mượn thước tí. Đoạn này được bao nhiêu này? 90.
Hết đông rồi. Tám ai? Tám ai ba? Rồi ok. Động rồi. Bây giờ sẽ đến cái đoạn này rồi đây các bác. Bắt đầu mình cẩu ra xem thử. Xem thử bên trong này nó thế nào. Còn mong là cái lỗ này nó chỉ vào sâu khoảng 80 phân thôi thì đẹp. 84 mét rưỡi trừ 80 phân thì nó còn là 3m7. 3m7 thì đúng bộ sập của bác à. Bác vừa đẹp luôn, của bác khách ở ngoài chỗ Hà Tĩnh vừa đẹp luôn. Còn nếu mà nó dài 1 mét thì nó còn có 3 mét rưỡi. Đấy, thì còn 3 mét rưỡi thì không đẹp lắm. Bởi vì bác ấy cần sập 3 mét 6. Mong là nó được vào 80 phân thì vừa đẹp các bạn. Nếu mà cái bộ này, cái miếng này, cái lỗ này nó chỉ cần vào 80 phân thì là cây này thành công luôn. Còn nếu mà nó vào mất khoảng hơn mét thì là hơi đen. Hơi mét thì hơi căng, nhưng mà 80 phân thì đẹp các bác nhé. Cây thì đẹp như này rồi nhưng mà vẫn bị dính cái này này. Đen thật này, hơi còn cái khúc này mới đen. Giờ bắt đầu cẩu cái này ra để xem các bạn. Xem mặt vân. Đấy, đúng ghê đấy, cái mắt thì nó ăn vào đây đấy. Mà ăn mất hơn mét luôn à. Cái thước đâu nhỉ? Đây thì đẹp không tí vết rồi. Ui vân này đẹp. Vân này đẹp lắm. Vân này uốn lượn các kiểu. Được đấy. Vân này bộ này đẹp thế này. Nước đây. Kìa trong trong kéo ra. À đây. Này cái thước. Xem nó vào bao nhiêu phân. À, vào cái này được đấy. Điểm lắm không ạ? Điểm lắm. Nó vẫn bị phải tít trong này. Và mất hơn mét rồi. Hơn mét. Đấy, xẻ bộ này làm nó sập 2m7 rồi. Sẽ 20 chú ạ. Ui, vân đẹp thật đấy, như cẩm vàng ấy. Như cẩm vàng, đẹp. Cẩm vàng luôn này. Như cẩm vàng luôn. Đẹp. Vân này đẹp dã man. Bay luôn. Mình sợ 32 đến đây. Đây cái này bóc phát 17 nữa. Hết tìm đẹp. Có đơn 17 à? Làm ơi. Phải đóng thành bộ tựa tay kia chứ. Câu sẽ nếu bắt sẽ thành một bộ luôn chứ hay sao? Cái này là một bộ theo cho nó đẹp. Bộ nó 4m rưỡi cơ mà. Thì để đúng không? Ai thích thì mình cắt xuống. 4m rưỡi cắt thì cái hàng đẹp thì chơi hàng đẹp. Còn có 2m2. Hãy xẻ một bộ 17 nhỉ. Xẻ 17 đi nhỉ, cho nó đỡ bị mỏng. 17 đều. 17. 17 cho nó đỡ bị mỏng. 18 thì phí. Thì nó bị sâu mất vào trong này. Mình có đơn 16 rồi đây mẹ. 16 cần thiết mình đẩy lên 17 nữa.
đẩy người ta lên 17 cũng vẫn đấy. Bẻ thì nó mất gỗ của mình. Không thì mình thêm tiền chưa? Thế thì tùy. Cứ xẻ mẹ 17 thì được. 17 kim này làm cái kia luôn. Cũng được mấy cái tay ở đây. Đục kim này xấu thế nhỉ. Kim này làm chân ấy. Đó người ta nhận xe lông người ta phải xẻ nhiều gỗ nó như kiểu cẩm hồng ấy thì mới đóng được. Mình bây giờ mình chuyển sang làm cái này nhiều cái này. Hai ba cái này, 7 vụ.